OpenAI, công ty mẹ của ứng dụng ChatGPT đình đám vừa tung thêm một mô hình ngôn ngữ mới được bổ sung thêm nhiều tính năng. Điều này thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là các bạn sinh viên, những người chuộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong học tập và làm việc vì nhiều lý do. Với mình thì ChatGPT rất là hữu ích, mình có thể ứng dụng nó để mà soạn thảo văn bản, thậm chí là tìm kiếm thông tin hoặc là check dịch thuật và mình có thể viết content ở trên đấy nữa. Mình đã từng sử dụng AI vào công tác như là học tập, hỗ trợ mình như kiểu là tìm hiểu thông tin này và giúp đỡ mình trong phần có nghĩa là phần học tiếng Anh rất là nhiều. Ví dụ như ở trong ngành của mình thì họ áp dụng AI vào rất nhiều cái, như là có thể sử dụng để tạo ra những cái cú quay, những cái shot quay rất là đẹp mắt, đến từ có thể sử dụng công nghệ AI để có thể tính trước xem là cái shot quay đấy cần quay như thế nào, mô tả mô phỏng ánh sáng như thế nào. Giới chuyên môn cho rằng, trong bối cảnh bùng nổ ứng dụng AI, không thể phủ nhận những lợi ích do AI đem lại, nhưng ứng dụng thế nào cho hiệu quả, đúng lúc, đúng nơi là điều đáng để quan tâm. AI cũng như là các cái ứng dụng mà liên quan đến AI thì về mặt khoa học thì đây là những cái sự tiến bộ của nhân loại và cần được khuyến khích. Bởi vì là khi mà áp dụng AI thì chúng ta đã giải quyết được rất nhiều các bài toán mà trước đây chúng ta không thể giải quyết được. Tuy nhiên cái việc mà lạm dụng công nghệ AI, đặc biệt là với những cái bạn sinh viên, thì nếu mà chúng ta chỉ sử dụng AI để giải quyết các cái bài toán mà chúng ta đang cần phải giải quyết ấy, thì mang lại cái việc là lợi bất cập hại. Các doanh nghiệp sẽ có những cái bài toán mang tính thực tế cao và các doanh nghiệp thì cần những cái người mà biết giải quyết vấn đề. AI có tiềm năng mang lại lợi ích đáng kể trong nhiều lĩnh vực khác nhau như chăm sóc sức khỏe, sản xuất, giao thông vận tải, tài chính hay giáo dục. Công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng góp phần nâng cao năng suất, giải quyết nhiều vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, người dùng cần quản lý rủi ro để đảm bảo lợi ích mang lại lớn hơn những tác hại.